Xin chào quý vị và các bạn. Sau đây tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn về hệ thống bơm tuần hoàn của bể bơi. Xin giới thiệu với quý vị và các bạn, đây chính là hệ thống bơm tuần hoàn của bể bơi. Hệ thống bơm tuần hoàn của bể bơi gồm có 3 bơm. Công suất của mỗi bơm là 2 kW. Mỗi một bơm có trang bị một hệ thống van một chiều và các van khóa. Đồng hồ đo áp suất. Hệ thống bơm sẽ được vận hành như sau. Khi chúng ta bật bơm, bơm sẽ hút lượng nước từ bể bơi xuống qua bơm và đẩy vào bình gia nhiệt. Bình gia nhiệt có nhiệm vụ chính là gia tăng nhiệt độ cho nước của bể bơi, sau đó sẽ đẩy ngược lên bể bơi làm nóng nước của bể bơi. Đây chính là tủ điều khiển của hệ thống bơm. Phía trên là các công tắc dùng cho hệ thống gia nhiệt và hệ thống hồi nước nóng. Phía dưới là dùng cho hệ thống bơm như bơm dầu, bơm cấp nước lạnh và 3 công tắc cho bơm tuần hoàn của bể bơi. Thông thường ở chế độ chạy luân phiên chúng ta chỉ để chạy 2 bơm và 1 bơm để chế độ dự phòng. Phía trên là đồng hồ hiển thị nhiệt độ của bể bơi và nhiệt độ của bể nước nóng. Đồng hồ hiển thị điện áp và các đèn báo pha. Trên đây tôi vừa chia sẻ với quý vị và các bạn về hệ thống bơm tuần hoàn của bể bơi. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn.